sư phụ. Ok. Đây hành lý anh mang, tay cầm cương giặc ngựa, nhìn ngắm trời cao chập trùng, lòng lo lắng không yên. Đường thiên kinh còn xa, trong ngày hiêm quy cất bước, ngày tháng cùng năm trôi dần, biết đi hướng nào về đâu, biết đi hướng nào về đâu. À, 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 thăm có nơi chân mây bay phương trời, thăm có nơi chân mây tính xa bù, đường thì chốc còn quá xa, bao khó khăn ta vượt qua. À, 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 à. Đây hành lý anh mang, tay cầm cương giặc ngựa, nhìn ngắm trời cao chập trùng, lòng lo lắng không yên. Đường thiên kinh còn xa, trong ngày hiểm nguy cất bước, ngày tháng cùng năm trôi dần, biết đi hướng đâu về đâu, biết đi hướng đâu về đâu. À, 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 thăm có nơi chân mây mấy phương trời, thăm có nơi chân mây tính xa mù, đường đi chốc còn quá xa, bao khó khăn ta vượt qua. Đường đi chốc còn quá xa, bao khó khăn ta vượt qua. Đường đi chốc còn quá xa, nguyện không lội bước, khó khăn ta vượt qua. Cảm ơn.